Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cubam TV Điện Máy Trang Web. Hôm nay thì nhà em lại tiếp tục về được một cái mẫu sản phẩm mới của Dayton, đó là con máy khoan 3 chức năng của Dayton. Đấy, con máy này là máy khoan pin các bác nhé, và nó chỉ là thân máy, model là RH2603, chân pin phổ thông M21 các bác nhé, máy khoan 3 chức năng. Đấy, rồi bây giờ em sẽ trực tiếp review cái sản phẩm này để cho các bác cùng theo dõi nhé. Rồi, bây giờ em sẽ bóc siêu và cùng khám phá xem bên trong nó có những cái gì các bác nhé. Rồi, ok. Bao giờ cũng vậy nhé. Đầu tiên sẽ là một quyển sách hướng dẫn sử dụng của Dayton này. Đấy, kèm mã của sản phẩm này. Và một cái phiếu bảo hành. Đấy, phiếu bảo hành của Dayton nhé. Rồi, và đây là thân máy này. Đấy, đây là thân máy các bác nhé. Đấy, thì thân máy của Dayton thì sẽ có kèm theo là một cái tay cầm phụ. Đấy, một cái tay cầm phụ như thế này. Và có cả cái cữ nhá. Đấy, có cái cữ này để chúng ta khi mà chúng ta khoan, chúng ta để cữ chẳng hạn như là khoan sâu khoan đông đấy, các bác để cữ nhá. Đấy. Rồi, ok. Đấy, và đây là cái body của máy đây. Đấy, rất là nhỏ gọn và đẹp cực kỳ các bác nhá. Rồi, ok các bác ạ. Sau khi mà khui hộp cái con máy khoan bê tông 3 chức năng của Dayton này thì em đã lắp tạm vào một cục pin nhé, một cục pin phổ thông để cho máy nó đứng được đã. Đấy, thì trước tiên các bác có thể nhìn thấy sơ qua về cái thiết kế của máy này. Đấy, máy có một thiết kế khá là nhỏ gọn. Đấy, bây giờ em sẽ trực tiếp em dùng cái thước này em đo nhé. Đấy, chiều dài từ đầu đến đít này. Đấy, nó chỉ có 26 cm. Đấy, chiều cao của máy là 17 cm. Đấy, một cái thông số rất là ấn tượng. Đấy, máy có một cái thiết kế phải nói là siêu nhỏ gọn. Đấy, nhưng mà nó rất là khỏe các bác nhé. Đấy, đấy là một cái điểm cộng của con máy khoan bê tông 3 chức năng Dayton này. Các bạn, đây là một cái dòng máy khoan 3 chức năng. Đấy, cho nên là các bác có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có 3 chức năng nhé. Chức năng đầu tiên này. Đấy, thì các bác muốn sử dụng đó là chức năng dùng để khoan gỗ khoan sắt. Thì các bác muốn chuyển về chức năng đấy thì các bác ở đây nó có cái lẫy màu đỏ này. Các bác bóp cái lẫy màu đỏ vào. Đấy, và xoay. Nó sẽ về chức năng khoan gỗ khoan sắt này. Và các bác muốn sử dụng cái chức năng khoan bê tông thì các bác lại tiếp tục bóp cò, bóp cái lẫy và chuyển về đây, thế là xong. Đấy, chức năng thứ ba, chức năng đục bê tông nữa cũng vậy. Đấy, các bác cứ bóp lẫy và chuyển là xong. Đấy, và các bác có để ý nhìn thấy cái mũi tên ở đây không? Đấy, cái mũi tên này nhá, thì nó có một cái tác dụng rất là hay. Ví dụ như các bác đang khoan. Đấy, đúng không? Mà các bác muốn chuyển cái đầu mũi khoan, xoay cái đầu mũi khoan. Đấy, thì các bác chuyển về cái mũi tên này này, là các bác xoay thì nó rất là nhẹ nhé, xoay trái xoay phải. Đấy, đều rất là nhẹ. Đấy, còn ví dụ như em chuyển sang chế độ mà đang để ở chế độ có búa này. Đúng không? Mà em muốn xoay cái đầu này thì rất là cứng, không thể xoay được. Đấy, một cái tính năng rất là hay. Và một cái điều nữa cực kỳ quan trọng. Đấy, và rất nhiều bác hỏi em, đó là máy sử dụng động cơ lõi đồng hay lõi nhôm. Đấy, thì xin thưa với các bác, máy thì sử dụng lõi đồng 100% và động cơ của nó là động cơ brushless, động cơ không chổi than các nhé. Đấy, và một cái điều thứ ba, đấy, trên cái con máy này thì nó đều sử dụng cái vòng bi LSK của Nhật. Đấy, vòng bi rất là xịn sò nhé. Đấy, trên những cái máy thường khác thì vòng bi người ta chỉ sử dụng vòng bi thường thôi của Trung Quốc. Đấy, nhưng mà đây là sử dụng vòng bi của Nhật luôn các bác nhé. Đấy, rất là chất lượng. Đấy, tiếp theo một cái ưu điểm mà thực sự là đối với các bác những người sử dụng máy, những bác thợ rất cần thiết, đó là cái chân pin của máy. Đấy, cái chân pin của máy nó sẽ quyết định đến các bác là có muốn mua máy hay không này. Đấy, thì với cái con máy khoan Dayton 2603 này thì nó sử dụng cái chân pin M21. Đấy, chân pin phổ thông của Makita nhé. Đấy, nó là chân pin thông dụng. Đấy, chính vì vậy mà nó đã là thông dụng thì rất nhiều bác sử dụng cái pin này. Đấy, chính vì vậy mà máy mà chân pin M21 thì thực sự với các bác là em đánh giá rất là cao. Đấy, tính ưu việt của nó. Đấy, bởi vì nó ra đời lâu rồi và nó cũng là rất phổ thông của thị trường Việt Nam. Đấy, nó gọi là quốc dân rồi các bác nhé. Đấy, một cái ưu điểm cực kỳ lớn mà trên những con máy khác không có. Rồi, tiếp theo bây giờ em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác cái thông số kỹ thuật của máy các bác nhé. Đấy, thì máy thì sẽ có tốc độ là 1400 vòng một phút. Đấy, tốc độ rất là cao nhé, so với cả những dòng máy khác thì nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 1000 đến 1200 thôi. Con này tốc cực kỳ cao, cái cao nhất nhì trong trên thị trường hiện nay các bác nhé. Đấy, và cái thứ hai, con máy này thì nó sẽ có lực đập là 2.6 joule. Đấy, 1 joule này nó sẽ tương đương với cả 1 newton mét. Đấy, và nó sẽ tương đương với cả là 0.1 kg. Đấy, với cái lực đập này càng lớn thì cái máy càng khỏe các bác nhé. Đấy, hiện nay trên thị trường thì với cái lực đập là 2.6 joule này thì nó cũng gần như là đầu bảng rồi các bác nhé. Đấy, nhất nhì trong phân khúc rồi. Đấy, và tiếp theo thì máy thì sẽ có số lần búa đập là 4.500 lần trên một phút. Đấy, đấy, số lần búa đập rất là lớn nhá. Đấy,
Và một cái điều nữa đó là nó sử dụng được đến mũi phi 26 mm. Đấy, các cái máy khác thì nó chỉ dao động ở khoảng 24 đổ lại thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng mũi cho phép lên tới là 26 mm. Đấy, rất là khủng luôn. Đấy, mặc dù máy có thiết kế ngắn gọn, nhỏ gọn. Đấy, nhưng mà cái thông số kỹ thuật của máy thì cực kỳ ấn tượng các bác nhé. Đấy, thì bây giờ đấy, để cho các bác không phải chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ em sẽ trực tiếp em khui cái máy này ra. Đấy, xem bên trong nó như thế nào có nhé. Rồi, các bác bây giờ muốn tháo được cái máy này ra. Đấy, trước tiên là các bác phải tháo được cái lúng điều chỉnh các chế độ khoan nhé. Đấy, các bác muốn điều chỉnh được à, muốn tháo được ra thì các bác phải tháo cái này ra trước. Đấy, thì các bác để ý đây, ở đây người ta có một cái chấm nhỏ nhé. Đấy, chấm nhỏ này người ta giấu này để chúng ta tháo ra, chúng ta bóc lấy này. Đấy, và xoay cái đầu mũi tên này. Đấy, về thẳng cái chấm này nhé. Đấy, là chúng ta bắt đầu tháo ra. Đấy, tháo lấy ra nha, các bác tẩy rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy, tôi không được mạnh quá, mạnh tay là nó sẽ hỏng đấy. Đấy. Đấy, trước tiên là phải tháo được cái này ra nhé. Cái này thì nhiều bác không thể tháo được. Đấy, nếu mà không không tháo đúng cách sẽ không tháo được quá nhé. Đấy, thì trước tiên các bác phải dùng tốt nhất hai cạnh này. Đấy, các bác tháo cái cao su ra trước này. Đấy, cái đầu cao su này các bác nhé. Đấy, tháo cái đầu cao su ra trước thì mới tháo ra được. Cao su rất là dày quá. Đấy, rồi đây sẽ có cái phanh nhé. Đấy, cái phanh này các bác tháo cái phanh này ra. Tiếp theo là các bác tháo cái phanh ra nhé. Đấy, tháo cái phanh này ra. Đấy, rồi tiếp theo. Đấy, các bác để ý này. Đấy, tháo cái phần phần cái lòng đèn này ra nhé. Lòng đèn này. Đấy, lòng đèn này đây sẽ có viên bi này. Đấy, các bác ấn xuống lấy viên bi ra các nhé. Đấy, lấy viên bi ra. Rồi, tiếp theo là cái lòng đèn này. Đấy, rồi nó xong. Đấy, thế là chúng ta đã hoàn thành nhé. Tháo được cái đầu ra rồi nhé. Đấy, tháo cái đầu. Đấy, rồi. Bây giờ. Máy đều sử dụng toàn bộ ốc giác các bác nhé. Đấy, này tháo ra sẽ mất thời gian hơn. Khá nhiều các bạn, tháo bỏ sản phẩm khi mà về đến bờ đi thì sẽ bây giờ để tháo sang nhé, để tháo sang rất là như là không xem được tan rồi. Mình sẽ làm lỗ cái này, khá nhiều, mà đi thì nó sẽ sẵn, nó sẽ luôn quá. Đi không thì là dùng ba cái hạt. Đấy, đây là cái ruột gan của máy này. Rồi, đây là phần điện quá nhé. Đấy, lưu ý các bác trước đây là em đang tháo trước cái phần điện. Rồi, bây giờ em sẽ dùng thước em đo xem là cái động cơ này đường kính là bao nhiêu. Đường kính của động cơ này là 2 phân các nhé, đường kính là 2 phân. À, độ dày là 2 phân, độ dày 2 phân các nhé, độ dày 2 phân. Em đường kính là bao nhiêu? Đường kính của nó là 5 phân, đường kính là 5 phân. Đấy. Rồi, xem nào, mạch nó như thế nào. Ở đây là cò bóp này, cò bóp là đảo chiều này. Có điều tốc đó nhá. Này xem cái mạch này. Mạch con này khủng quá các bạn. Nào. Dài là 6 phân 3. Rộng là 6 phân. Rồi xem nào, xem cái rồi, đây toàn bộ con này mạch là phủ phủ kín keo 100% nhé. Đấy, chấm nước tuyệt đối. Tụ rất là to, tụ 1000 microfarad. Tụ 1000 microfarad xem nó bao nhiêu vôn. Ô, con này lại không nhìn thấy vôn các bạn. Con này nó che mất vôn rồi. Tụ 1000 microfarad luôn các bạn nhé. Đây em lại 37V, 37V, 1000 microfarad. Đấy, nhìn cái tụ của nó chất lượng. Mạch của nó chất lượng này. Rồi xem cái tháo ra xem cái cụm động cơ như nào. À đây, đèn nó thiết kế ở đây nhé. Đây, đây là đèn này. Đấy. Rồi, xem cái cụm động cơ xem như nào. Ấy da. À, đường kính là 26 cm. 26 cm. Đấy, lam châm siêu từ nhá. Đấy, các bác thấy không? Lam châm siêu từ. Bi là sử dụng bi LSK. Đấy, bi LSK nhé. Đấy, các bác không biết có nhìn rõ không? Đấy, em nhìn thì đây, LSK đây. Đấy, khả năng các bác nhìn chữ nó nhỏ chưa chắc cũng đã nhìn rõ được. Đấy, bi LSK xịn nhé. Rồi, cánh quạt liền theo với cả rô đây. Đấy, quá là chất lượng luôn. Dây này thì siêu to rồi. Dây này thì chắc chắn là dây 80 trở lên rồi. Đấy, cụm động cơ 3 pha không chổi than, dây rất là to. Và dây đồng 100% quá nhé. Đấy, dây đồng 100%. Rồi, xem nào. Đấy, và một cái lưu ý nữa các bác này. Các bác để ý này. Ở đây có những cái miếng cao su nhé. Miếng cao su rất là mềm. Đấy. Cái miếng cao su này thì nó tác dụng là khi mà máy hoạt động thì cái lực đập của máy nó sẽ bị rung lắc như thế này thì nó sẽ giúp ổn định các nhé. Nó sẽ giúp ổn định cái động cơ. Đấy, và sẽ chống bị sát cốt các nhé. Đấy, chống sát cốt. Rồi. Rồi, tiếp theo đến đến cái phần máy đây. Đấy, phần bưởng máy đây. Đấy, đây là vòng bi của nó nhá. Rồi.
tháo ra luôn. Bữa máy bao giờ chỗ này cũng sẽ có một cái giòn cao su. Sẽ có một cái giòn cao su. Đấy, rồi. Này, các bác cùng chiêm ngưỡng này. Rất là xịn sò nhá. Đấy. Toàn bộ bánh răng kim loại nhá, bánh răng nhôm kim loại hết. Đây, phần ở đây trên các những con máy khoan bình thường, trên những con máy khoan điện, cái bi này này. Đấy, cái bi này nó sẽ sử dụng bi đũa thì cái thời gian sử dụng nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đấy, và đây là sử dụng bạc đạn luôn nhá. Đấy, vòng bi luôn. Đây là cái lẫy để chúng ta chuyển các cái cấp độ đấy. Ví dụ như là các bác muốn chế độ khoan này hay là chế độ khoan có búa hay là khoan gì đó là chúng ta chuyển ở đây. Đây cái phần đầu này, đây sẽ có bánh răng nhé. Đấy, trong phần bưởng này. Đấy, trong cái cụm này sẽ có piston này. Đấy, piston hơi đây, nó sẽ đấm ở đây. Đây bi trao này. Đấy. Toàn bộ hàng của Dicton phải nói là chất lượng. Quá là xịn sò luôn. Nhìn phê luôn các bác nhá. Đấy, nhìn phê luôn. Rồi. Quá là ngon. Đẳng cấp, phải nói một từ là đẳng cấp các bạn. Bây giờ em sẽ trực tiếp test mũi khoan 12 ly trên máy khoan bê tông của Dicton 2603 các bác nhá. Đấy, và sử dụng cái viên pin của Lavara. Rất là đơn giản các bác nhé. Đấy. Khoan vèo vèo luôn. Đấy, thủng luôn nhé. Đấy. Rất là khỏe luôn. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái chức năng đục các bác nhé. Đấy, em sẽ thay cái mũi to hơn. Đục các bác nhé. Khỏe luôn các bạn. Bây giờ em sẽ test sang cái chức năng bắn vít bắn tôn các nhá. Đấy, đây là sử dụng cái đầu chuyển đổi sang để bắn nhá. Rất đơn giản. Các bác đã vừa cùng em đi test thực chiến cái con máy khoan bê tông của Dicton rồi. Đấy thì các bác cũng đã nhìn thấy con máy này khoan rất là khỏe, khoan đục rất là khỏe các bác nhé. Và nó sử dụng rất là đa năng, vừa khoan gỗ khoan sắt được, vừa khoan bê tông được và vừa đục được các bác nhé. Đấy thì cái sản phẩm này thì hiện tại bên cửa hàng em đang phân phối số lượng rất là lớn. Và giá của sản phẩm thì cũng khá là mềm đấy nhé. Chỉ với 1.650.000 thôi là các bác đã sở hữu ngay một cái body, một cái thân máy khoan bê tông 3 chức năng và có chân pin M21 các bác nhé. Đấy, rất là đa dụng và các bác chinh chiến công trình thì thoải mái luôn các bác nhé. Đấy, và sản phẩm sẽ được bảo hành 6 tháng trên toàn quốc. Đấy, bảo hành chính hãng các bác nhé. Đấy, các bác đã có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại em để phía bên dưới màn hình các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào các bác.